Tiếp tục chương trình, mời quý khán giả cùng đến với nội dung của tiểu mục chuyện trong ngày. Thưa quý vị, theo thống kê của Tổng cục Thống kê, tại Việt Nam, tỷ lệ người độc thân có xu hướng tăng nhanh từ 6,2% năm 2004 lên mức 10,1% năm 2019. Độ tuổi kết hôn của người trẻ cũng đang tăng dần. Tuổi kết hôn trung bình ở nam là 26,2 và ở nữ là 23, cao hơn so với năm 2005 là 25,4 tuổi đối với nam và 22,8 tuổi đối với nữ, dẫn đến mức sinh thấp và dân số thì ngày càng già quá. Tình trạng giới trẻ lười yêu, ngại cưới cũng đang là vấn đề đáng được quan tâm hiện nay. 25 tuổi, có công việc với mức thu nhập ổn định. Thế nhưng, chị Tố Uyên chưa có mối tình đầu và cũng không mặn mà gì với việc hẹn hò hay kết hôn. Toàn thời gian, chị dành cho việc đi làm, học tập nâng cao chuyên môn để tìm kiếm cơ hội thăng tiến trong công việc. Trên 35 tuổi mình sẽ xác định về hướng về hôn nhân, lúc đó thì sẽ vững về tài chính và về tinh thần. Bố mẹ mình thì cũng khá là hỏi nhiều là chừng nào con dẫn bạn trai về, dẫn người yêu về. Các cô dì chú bác cũng hỏi là chừng nào dẫn ra mắt mọi người, họ hàng. Ngại yêu, lời cưới giờ đây không chỉ còn là câu chuyện của một hay vài người, mà đang dần trở thành xu hướng trong giới trẻ. Nhịp sống hiện đại và hối hả, mỗi người ngày càng có nhiều mối bận tâm. Bên cạnh đó, áp lực học tập, công việc và gánh nặng kinh tế càng khiến nhiều người ngại bước vào cuộc sống hôn nhân và sinh con. Áp lực về tiền bạc, về cuộc sống, về gia đình, về bạn bè, nói chung rất nhiều những cái mối quan hệ độc hại bây giờ, gọi là toxic ấy. Nên là việc mà giới trẻ bây giờ cần phải có đến chính là một cái tinh thần, một cái sự cố gắng, một cái sự phấn đấu trong cuộc sống. Phụ nữ dù là ở một cái thời điểm nó đã rất là hiện đại, nhưng đâu đó các bạn sẽ thấy họ vẫn phải giỏi việc nước, đã việc nhà, vừa phải thành công trong công việc, vừa phải đẹp sau khi sanh nở, và vừa phải kiếm tiền giỏi, là phải vừa nuôi con, phải vừa đối ngoại tất cả mọi thứ. Thì người phụ nữ nếu như họ không có được những cái nội tâm ở bên trong, những cái nền tảng kiến thức từ bên trong, thì họ bị stress, đó là chuyện bình thường. Và chính vì vậy cái tỷ lệ mà không kết hôn và tỷ lệ những người là không sinh con thứ hai đó rất nhiều ở thời điểm hiện tại. Ngày càng nhiều người chọn cuộc sống độc thân khiến cho mức sinh sụt giảm nghiêm trọng. Năm 2023, tỷ suất sinh ở nước ta là 1,95 con trên một phụ nữ, ngày càng bỏ xa mốc 2,09 con ở năm 2019. Tình trạng này kéo dài sẽ gây ra nhiều hệ lụy như già hóa dân số nhanh, thiếu hụt lao động, ảnh hưởng an sinh xã hội. Đầu tiên thì là việc già hóa dân số chắc chắn là sẽ dẫn đến cái việc là giảm cái số lượng người trong độ tuổi lao động và sẽ tăng số người trong độ tuổi phụ đồ. Bên cạnh đó thì khi chúng ta nhìn một cái bức tranh rộng hơn thì có thể là cái vấn đề già hóa dân số nó đặt ra rất nhiều cái thách thức. Nó đòi hỏi liên quan tới chính sách an sinh xã hội cũng như là xem xét lại cái việc quy hoạch hạ tầng để phù hợp với người cao tuổi. Các chuyên gia cũng khuyến cáo, nếu Việt Nam không ngăn chặn kịp đà giảm sinh, duy trì mức sinh thay thế bền vững, tức là mỗi phụ nữ sinh đủ 2 con, nguy cơ già hóa dân số như một số nước như Hàn Quốc hay Trung Quốc, Nhật Bản đang ngày một hiện hữu. Từ thực tế trên thì đã có nhiều đề xuất góp ý để hoàn thiện chính sách trong luật dân số. Đáng chú ý trong đó là đề xuất của giáo sư Nguyễn Thiện Nhân về việc nên quy định thời gian làm việc của người lao động đủ ngắn để họ có thời gian tìm hiểu bạn đời, chăm sóc con cái gia đình và sở thích riêng tư. Bởi mức sinh giảm hiện nay xuất phát từ xu hướng kết hôn muộn, nhiều người đã lựa chọn cuộc sống độc thân, không kết hôn, không có sự kết nối. Đề xuất này đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận xã hội. Là người có kinh nghiệm 15 năm làm việc trong lĩnh vực nhân sự, chị Caro Võ cho biết hiện nay đa số các doanh nghiệp làm dịch vụ hay tuyển nhân sự làm công việc văn phòng đều quy định mỗi ngày làm việc 8 tiếng. Cũng có những ngày tăng ca để kịp tiến độ, nhưng sẽ không thường xuyên. Và trong 8 tiếng theo quy định đó, người lao động cũng sẽ chỉ làm việc tập trung khoảng 5 tiếng đồng hồ. Còn lại là thời gian làm việc cá nhân như cà phê, ăn sáng, ăn trưa, lướt mạng. Vì vậy, đối với khối doanh nghiệp văn phòng, đề xuất quy định thời gian làm việc đủ ngắn để người lao động, nhất là các bạn trẻ có thời gian tìm hiểu nhau, không có nhiều ý nghĩa. Theo như cái quan sát và cũng như bên mình cũng có hay làm cái khảo sát thì mình thấy rằng là các bạn trẻ thì bây giờ các bạn có xu hướng quan tâm tới bản thân nhiều hơn. Thứ hai là các bạn quan tâm tới cái sự nghiệp và sau đó mới tới cái người gọi là những người bạn đời, bạn trai hay bạn gái. Tức là cái đó là cái mà người ta xếp ở thứ ba, thứ tư luôn. Thời gian nhiều hơn thì các bạn sẽ dùng làm việc khác chứ chưa hẳn là để mà dành cho cái việc là tìm hiểu hoặc là xây dựng những cái mối quan hệ trong cuộc sống.
Theo các chuyên gia, có nhiều lý do dẫn đến tình trạng kết hôn muộn, thậm chí không muốn kết hôn ở người trẻ hiện nay. Thời gian chỉ là yếu tố phụ chi phối, trong khi đó, kinh tế mới là vấn đề quan trọng hơn bởi vật chất sẽ quyết định ý thức. Vì vậy, những chính sách liên quan đến kinh tế, hỗ trợ đời sống cần được ưu tiên hơn. Cái suy nghĩ mà mình thấy rằng chỉ có đơn giản là chỉ có tăng giờ để cho các bạn ấy rảnh, để các bạn ấy yêu nhau, hay là tăng một chút giờ phục vụ hỗ trợ việc sinh con đẻ cái thì cũng là một phần tốt, nhưng mà thực sự nó sẽ không giải quyết được nhiều vấn đề. Tôi nghĩ rằng là cái vấn đề kinh tế là một cái vấn đề mà cần phải đặt lên. Rất nhiều người sợ, không dám lấy chồng, không dám lấy vợ. Vì thứ nhất là cái điều kiện kinh tế, cái thu nhập hiện tại với cái số lượng mặt bằng chung, thu nhập hiện tại thì không có đủ sống. Xây dựng cái môi trường phù hợp cho những cái gia đình mà có con nhỏ, như là mở rộng các cái dịch vụ thân thiện với người lao động, như là đưa đón, trông trẻ, rồi bác sĩ gia đình. Cái mô hình cần thí điểm nữa là hỗ trợ các cái cặp vợ chồng sinh đủ hai con, ví dụ như là mua nhà ở xã hội này, rồi cho thuê nhà ở và ưu tiên cho con của những cái cặp vợ chồng sinh đủ hai con được học tập ở các cái trường công lập, rồi hỗ trợ các cái chi phí giáo dục cho trẻ em ở những gia đình này. Rõ ràng khi người trẻ kết hôn muộn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sinh sản. Điều này sẽ tác động không nhỏ đến sự phát triển kinh tế bền vững của một quốc gia. Các chuyên gia cho rằng để thúc đẩy phát triển dân số cần có một chính sách tổng thể. Không chỉ có thời gian làm việc phù hợp, thu nhập đảm bảo đời sống, các chính sách nhà ở, mà cũng cần điều hòa các chi phí dịch vụ. Bởi khi thu nhập tăng mà các dịch vụ cũng tăng theo, thì những áp lực khi lập gia đình sẽ luôn tồn tại và người trẻ vẫn sẽ ngại kết hôn. Vâng, đó là ý kiến của các chuyên gia. Còn với các bạn trẻ có quan điểm như thế nào về đề xuất này? Liệu khi mà thời gian đi làm ít hơn, có nhiều thời gian hơn, thì các bạn trẻ của chúng ta có dành thời gian đó để đi tìm hiểu hẹn hò hay không? Và sau đây là những ý kiến mà chúng tôi ghi nhận được từ các bạn trẻ. Mình nghĩ là không quan trọng là thời gian làm việc bao nhiêu, quan trọng là cái mức thu nhập. Cũng như là cái mức sống ở cái nơi đó như thế nào. Tại là chưa có người yêu. Cái thứ hai là em cũng đang có nhiều áp lực về kinh tế gia đình, và em muốn tập trung cho cái việc đó nhiều hơn là cái việc nói chung việc yêu đương hiện tại. Tăng được thu nhập cho tụi em á, cái đó mới là cái quan trọng. Để tụi em ổn định được cuộc sống á, thì tụi em mới nghĩ tới tình cảm. Còn mà việc là ít hay là nhiều á, thì nó cũng vậy rồi. Nó là chỉ là một yếu tố phụ thôi chứ không phải là yếu tố chính. Nhưng em làm ít thì em cũng phải bắt đầu em kiếm gì đó làm thêm, hoặc là em cũng đi học cái gì đó thêm để phát triển bản thân. Tại vì ở Sài Gòn là một ngày mà không làm gì là một ngày bị thụt lùi. Em nghĩ là nếu mà so với lại ngày nay thì cái việc mà đi làm thêm nó cũng khá là quan trọng. Để nếu mà em không nói là với những người, nhưng mà so với đại đa số thì cái tiền lương nó không đủ thì họ vẫn sẽ nghĩ tới đầu tiên là đi làm cho họ kiếm sống trước. Thời gian làm việc nó chiếm đến nó ảnh hưởng đến cái việc hẹn hò của mình, thì mình thấy không đúng. Tại vì có rất nhiều cách để hẹn hò, không phải chỉ vì mình lấy cái lý do là mình đi làm quá nhiều, mình không có thời gian để mình hẹn hò. Cái việc mà thời gian rảnh mà để mình đi date á thì không. Tại vì đối với bản thân mình thì mình ưu tiên nhiều hơn về công việc và bạn bè gia đình hơn là tình yêu. Có nhiều cái vấn đề lắm nha. Ví dụ như mình mà tìm hiểu một người nào đó đi mà cỡ tuổi như mình đi, thì chưa có cái gì hết, thì phải là lao đầu vào công việc, thời gian dành cho tất cả mọi thứ thì nó không có ổn định. Có gia đình mà kiểu không có cái gì trong tay hết thì nó lại không hợp lý. Nó cảm giác như là mình đang tạo ra một cái sự cực khổ. Thà là mình chốt một phát, trễ một chút cũng được, không sao. Em thì chắc là em chưa tìm được người hợp lý. Với lại em muốn một cuộc sống tự do. Lấy chồng kết hôn rồi thì nhiều áp lực quá. Trong một gia đình mà không có kinh tế thì cũng dẫn đến cuộc sống cũng sẽ không hạnh phúc. Chứ ví dụ như làm công ăn lương mà lương thấp thì thực sự cũng chẳng lo được gia đình. Bây giờ vật giá thì ngày càng lên cao, mà lương thì vẫn cứ như vậy. Cho nên cũng là một khó khăn. Cho đó cũng là một cái vấn đề mà tại vì sao bây giờ mà người ta kết hôn muộn và cũng không có gọi là lấy chồng sớm, hoặc là không có muốn sinh con như vậy.
Vâng, thưa quý vị, nhiều bạn trẻ thì cũng chia sẻ với chúng tôi rằng sẽ không có công việc nào là quá bận để không thể hẹn hò hay là quan tâm một ai đó. Quan trọng là nếu mình muốn thì mình sẽ tìm cách, còn mình không muốn thì mình sẽ tìm lý do. Tuy nhiên, việc tìm hiểu và yêu sẽ đơn giản hơn nhiều so với việc kết hôn và sinh con. Bởi cuộc sống gia đình sẽ có rất nhiều mối bận tâm và kinh tế ổn định là một trong những lý do cần để người trẻ sẵn sàng bước vào cuộc sống hôn nhân gia đình. Đến đây thì tiểu mục Chuyện Trong Ngày xin phép được khép lại. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.